Rồi các bạn nha, đã đến kênh của mình là Phụng đây, đằng sau lưng mình là Sang nha các bạn. Chào các bạn nha, mình Sang. Hôm nay tụi mình sẽ làm một cái món gọi là hột gà nướng nha các bạn. Giờ Sang cũng sẽ giới thiệu cái phần tụi mình làm nha. Đây mình đã chuẩn bị một cái than chứ nhà cho nó đang cháy đây có than. Bây giờ Sang nó sẽ làm nha các bạn. Đây, tụi mình đã chuẩn bị hột gà nha. Đây, hột gà. Là cái tô cái để đập hột gà ra, xong rồi quậy quậy cho mình cháy vô. Răm. Răm nha các bạn. Muối. Muối chút hồi chấm hột gà nướng. Còn cái nữa rồi, cái ống chích rồi. Cái gì? Ống chích nè. Cái gì? Đây. Đây nha các bạn, một thứ rất là quan trọng. Này là sạch sẽ luôn nha các bạn, mình mua mới mua luôn. Chưa có khui ra gì nha. Hột gà này tụi mình sẽ đập một cái lỗ nhỏ như cái đầu này để chế ra. Tụi mình quậy lên nha. Xong rồi chế ngược lại vô gà để nướng, để không để nướng nguyên trứng lên nó sẽ nổ. Rồi quậy, đập quậy lên. Rồi mình sẽ đập quậy nữa. Rồi sau đập cái được chút ra. Chứ đây ngồi cho khỏi ngay quá. Khỏi bay quá. Khỏi bay quá. Đặt nó vào dưới đây nha các bạn. Đấy. Cái này bự đó, sáng đưa ra cái nhỏ nữa. Dạ. Yeah. Thêm muốn chích các bạn. Giờ khói quá. Cãi mắt quá. Nè lấy cái phần này thôi, còn cái đầu kim này để bỏ đi. Để quên bên này. Đạp lên ba luôn. Bỏ bên kia đi, chú ngoài này dọn. Đấy, được đấy, đạp. Còn đây là ống chích nha các bạn, dùm đập cái lỗ nhỏ đi hút ra. Đây đập bên sau. Tập chuyên nghiệp của mày để nó bể lum la luôn á. Vừa nhét đủ bấy vô hết thôi. Hút nó ra phải không? Không để luôn, xong rồi đắt nó ra được không? Vậy sao ra? Đâu bự đâu. Đập vậy mà ra các bạn để nghe bể mình rồi đập bự ra luôn hả? Để thử một lỗ bự thôi, đây mình sẽ làm nha. Ăn thúc làm gì được, ăn thúc làm cái gì được các bạn. Bây giờ mình sẽ lột cái lỗ này nè cho nó bự ra nè. Đấy, mình sẽ bắn cái này cái dễ đó nha. Mình lột cái này ra cái bự bự vậy nè, chút thoải mái cho nó dễ không. Nó phải đổ như vậy cho mình. Đổ ra cái tô này nha. Đây nó cũng ra cái gì nè. Nó ra. Không được rồi. Chồng đó. Đúng rồi được hả? Chén đút vào đường này mày. Chưa. Không ra luôn rồi. Còn khùng quá, ai lấy cái kim nổi hút không chạy ra. Này nó ra được cái miếng rồi. Đây xe nó đang hút nè các bạn. Còn cái cọng trứng của mình lột, giờ tạt anh lột giờ nó không ra, phải đợi xe nó hút xong nó hút nè. Hết chưa? Chưa còn miếng thùng gì. Thôi để lại cho ngoài miếng được. Đây, cầm lại tao rút cái đây. Đây giờ tới mình nha bạn, mình sẽ rút cái này thử ra. Đây. Quên. Đó là người con sợ cũng chích anh không biết. Phải đút vô đây. Xong rồi nóng vậy. Này nó ra các bạn.
Thì cái đồ cái hộp gà này cái vỏ nó dày hơn cái hộp gà trắng đúng không? Không, mỏng hơn. Gà trắng nó hộp gà này cái vỏ dày hơn gà trắng. Hết rồi các bạn. Hơn trứng mình hết rồi. Thì mình sẽ để cái trứng của mình đây. Để cái trứng mình bên đây nha. Để chút hồi mình thêm nặng vô nó vừa. Đây. Sang này ấy. Lấy một mình một cái trên phụ nó. Nó đều cái trứng. Đây là cái trứng thứ tư nha. Mình sẽ quậy đi, quậy tiếp đi. Đấy, sang rồi nè. Sang lúc. Chưa có lỗng cái gì mất dạ. Bể luôn rồi. Bể còn bên kia luôn rồi. Mày nghĩ nó xuống là mày rút nó ra được hả? Nó có lên đâu? Đi xuống. Bể luôn rồi, kỳ vậy. Rất kỳ á. Kỳ á. Có gì trong không? Bị lừa nhá, lừa nhá. Khi nào chiến Trung Quốc không? Đâu, đâu, coi coi. Có cao su không? Chỗ kỳ á, mới đập đáng lẽ đút vô, hút ra mà. Không có được luôn. Ôi, phải biết nó đặt ở trong hay sao á. Đúng không? Đặt rồi, đặt bên trong hay rồi. Ui, trứng bị giữa rồi nè, em thấy không? Rồi, trứng giữa là húi hả? Không, nó bị giữa như nó bị... kiểu như mà màu tròn trắng, tròn đỏ, tròn lộn vậy á. Vậy nó cứ nhắc rồi cái gì? Giờ nướng luôn đi. Ờ, để xuống nướng luôn. Để nướng luôn. Ờ, để nướng luôn đi. Cái bảng nó bị đặt ở bên trong rồi nè. Tắt không nghe cái gì luôn. Này, đổ cũng không ra luôn nè. Đổ cái này vẹt vẹt. Bây giờ mình sẽ để ra mình nướng nó trước luôn đi. Để nó nổ không mày? Ừ. Nổ không vậy? Nó khoét lỗ bự ra. Bê lỗ rồi bẫy lỗ bự thêm xíu đi. À, đặt luôn nè. Đặt luôn bên trong rồi. Nó bị giữa á. Đúng rồi, bị giữa. Sáng cái tay đọt kìa nó. Húi không ăn cái ăn này không ngu đúng không? Sẽ bỏ lên này nướng trước. Đấy. Anh. Mày nãy mới chỉnh lại cái bếp hay sao ạ? Để bếp lại ngay đang kìa tại khói quá. Nhìn xuống dưới. Tà lanh lắm. Rồi chờ mình xíu mình sẽ chỉnh cái bếp lại nha các bạn. Thường là phát lỗ ra là đầy luôn mà sẽ chỉnh được. Các bạn ơi, nãy giờ mình chỉnh bếp lửa này nha, giờ cái tự nhiên cái mình phát hiện ra là tụi mình bị ngu. Là cái hộp gà này không phải là nó bị giữa. Là hàng xe nó bột, còn dính cái lớp vỏ ngoài nè, còn dính cái lớp cho cái miếng màng bọc á, thì là toàn không có thấy nước nè, đổ cũng không ra nè các bạn, đổ cũng đổ ra luôn nè thấy không? Ừ, đổ cũng không ra nè. Sao thường trứng ta đầy mà sao cái trứng này đó. Nó bị lửng. Giờ mình sẽ gỡ cái màng bọc ra là chế nó là, chứ mà cái trứng của tại bị hư bạn, gỡ cái màng bọc rồi đó nhờ nè, chế ra chạy nè, đó. Đó, đặt ra luôn. Lại không ngồi sang luôn. Nghe nó ra quá trời ra nè. Hoa trứng hư. Có trứng rồi. Làm trứng đi, 6 trứng đi. Thì mình sẽ làm 6 trứng ăn nha các bạn. Chứ nhiều quá không hết. Mình sẽ quậy nó lên. Cẩn thận á, rồi coi chừng á. Trứng người ta ngon vậy đó, trứng ta bị hư lại luôn. Trứng phải đầy sao trứng đó nó bị lửng lửng. Nó tại mày đục xuống nó không lủng á. Không có, là nó là đầy nguyên cái trứng của ta, là nó phải đầy nguyên cái trứng luôn á. Là vừa lột ra là có. Cái gà đẻ không tới. Nãy giờ tụi mình đã quậy cái này nha các bạn. Hàng xe nó bỏ cái gì đây, mày bỏ cái gì đây.
tí muối, tí muối, tí ngọt cho nó mặn 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 như thôi à. Với nước mắm hả? Giờ tụi mình nhúng một cái tiêu thì mình sẽ mệt quá. Mình sẽ bỏ tiêu vô đây trước nha. Ăn nhiều tiêu không? Chắc hả? Bỏ tiêu vô mấy cái con gà trước xong thì mình sẽ chế vô. Bỏ bỏ hết luôn đi rồi uống một lần. Gì? Bỏ hết luôn đi rồi ăn một lần. Để mình phụ nha các bạn. Cái con này nó nói của nó mạnh lắm. Ngọc ra mà. Hay cãi lắm các bạn. Đặt con máy quay đây đi. Cho hai để thấy nha các bạn. Thì không lấy xéo xuống nha. Xấu trứng thì bỏ bơm vô. Mình bỏ tiêu vô cho nó ngồi nó cứ bơm vô các bạn. Em phóng to ra rồi. Đấy. Đây rớt không ta? Bây giờ anh hiểu chưa? Anh sẽ nói đang bơm vô rồi. Bây giờ xe nó bơm được vô cái trứng nhất rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ bỏ mình nướng luôn nha. Đấy, xe này đang bỏ lên đấy. Ê, chế đầy quá không vậy? Để sẽ bơm chế thêm cái trứng tiếp theo nha các bạn. Hai đang quay hiện mấy cái nữa nhặt các bạn ơi. Cái này bỏ tiêu rồi. Nó lăn, nó lăn, nó lăn. Cái này chưa có tiêu nè. Cái nó bự quá. Lên lên được không? Nghe thơm không? Đây, để bỏ lên. Đây mình sẽ bỏ lên. À, nóng gì vậy? Nóng quá các bạn ơi. Nó không có vịnh được cái hình mà. Đập cái lột cái đầu nè. Khủng quá mà đập bự quá nó nghiêng trong đây á. Nóng quá. Bây giờ mình bỏ lên nha các bạn. Mình bỏ thêm một trứng nữa nha. Lại đây ngầm máy nóng 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 nóng. Giờ mình lỡ tay các bạn ơi, đang cầm máy, đang tay cầm máy của ta bỏ lên nó bất cẩn nha các bạn. Thơm kìa. Thôi để mình chưa bỏ hơi hết rồi thì mình sẽ quay nhau. Ê các bạn, nãy giờ rồi mình đã bỏ lên xong rồi bạn, mình với Sang bỏ lên xong rồi. Nãy là tụi mình mới bỏ thêm hai cái sắt lên để nó vịn nè, nãy nó đổ các bạn, nó đổ ra quá trời luôn nè. Nó đổ ra ngoài một đống luôn. Rồi mình ngồi đây cho mình chờ hổng tay luôn các bạn. Cổ cực chứ. Thì Sang bỏ nóng chích lại nha. Bây giờ tụi mình sẽ đợi cho nó chín vậy. Đây các bạn thấy đang sôi các bạn thấy không? Sôi cái nó rồi cái nó xì mấy này luôn các bạn. Đang sôi sôi các bạn. Không biết ăn rồi có mấy trứng này nó lượn 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 tại vì nãy tụi làm đổ rồi chứ không là làm đổ ra ngoài mới nè. Thấy không? Đây mấy trứng này. Giờ mình chờ nha, nó sôi lại, nó trứng nó hột vàng nha chính đó. Chờ em chút nữa nha các bạn. Các bạn, các bạn ơi, đang nướng thì nó nổ các bạn, trứng nó nổ cái đụng mấy trứng này nó ngã đổ hết rồi, còn một miếng thôi, gần như còn được một miếng xíu vô rồi. Giờ cho mình thức chạy mình ăn thử được không nhé, chứ đấy là thất bại các bạn, buồn rồi, ôi đang không ăn buồn các bạn ơi, bài đổ dưới ráo luôn bạn, trời quay dưới dưới rồi, ừ, bạn thấy không, ừ, đổ lum la luôn, hay mình làm không đúng cách, mới tại sao mà nó nổ, đầy ngọt rồi. Mình chuẩn bị tao đồ ăn đó mà nó nổ chết tôi rồi. Đói luôn.
giờ nó còn được nhiêu ăn nhiêu. Ừ, nhiêu ăn nhiêu các bạn ơi. Ở trời. Như tới cái hồi nó dính này sẽ được ra như thế nào. Bậy rồi bạn ơi. Chán luôn á. Đấy, các bạn thấy cái sự thảm hại của bạn ơi. Ở chiến trường, hộp gà nằm bê bét, hộp gà chảy tè le luôn. Nhìn trứng này còn, ê, nó chưa chín bên trong luôn. Không biết hiểu sao tại sao người ta nướng mà chín được gì ta. Mình nướng thất bại à. Mình chờ chút xíu coi có ăn được không nha, xong mình quay nha các bạn. Cái giờ nướng xong nha các bạn. Giờ không còn gì giống cái này nè, lỏng lét không lem chứ nè. Các bạn sẽ tranh thủ ăn nha, tại vì trời chuyển mưa nè không, đang thui luôn các bạn. Để sang sẽ ăn trước nha, mình sẽ cầm cho sang. Nhìn đi bạn ơi. Thất bại. Thất bại toàn tập các bạn. Ăn chanh vô, ăn chanh vô. Định ăn hộp gà nướng chín còn nhiệt lớn đào cái gọi là sao ta nào có chén ăn không muối quá hết giờ không còn gì luôn sao miếng thử gì muối thử miếng muối ăn hay cái nào ngon ngon. Nóng quá. Nóng. Bỏ xuống cái kìa đập ra. Bỏ miếng lá chuối á, đập ra. Đúng ngon hơn, mùi đúng hơn á. Thơm hay không ạ? Thơm hay các bạn ơi? Thơm lắm. Ôi, tiệm nó cũng bán gì nè, mà gõ nè bạn. Đâu, vậy được rồi, cái lấy cái muỗng múc đi. Ôi. Nóng quá. Các bạn ngang sáng ăn mình hồi hộp các bạn. Mình mỗi không mấy bè sẽ ăn luôn nha. Mình hẹn mà đói bụng luôn rồi á. Trời nãy giờ luôn các bạn. Lâu lắm rồi. Cái ruột cũng dán nè. Mổ chạy ra. Đi thôi chẳng cảnh đây nha. Thôi nó sẽ không. Đây. Nóng quá bạn ơi. Tình trạng cái này nè. Các bạn nướng xong rồi sẽ cái giống như nè các bạn. Rồi mình sẽ ăn cái phần này. Ăn không như nãy sẽ nó ướp ra. Ngọt các bạn. Nó bỏ đường nhiều lắm á. Đúng không? Thì mình sẽ bột miếng muối á. Miếng muối ta nướng như này nha. Miếng muối chanh. Múc ăn nha các bạn. Mình sẽ múc ăn thử cái nha. Nóng quá bạn ơi. À. Tuyệt vời. Mình sẽ quay sang ăn mà. Trứng cũng rệt luôn. Mời bạn nha. Miêu làm vô. Gớm miêu rồi làm vô. Ngày này mưa tới là chạy luôn nha bạn. Mưa nè bạn. Thôi chuyện mưa em hui luôn bạn ơi. Thì mưa bày ngay nó sáng chứ không ngoài là tối hui luôn các bạn. Còn... nóng không? Nó nóng à. Thất bại các bạn ơi. Thất bại. Này mình có nhiều ăn là đúng đã luôn ha. Ừ. Cái này nhiều ăn sẽ ngon các bạn. Còn cái này cũng còn nóng quá. Đi. Trước nay mình đang ăn vỡ, ăn vỡ đấy bạn. Một bạn nha. Cái người ta hấp trước rồi sao ta mới nướng hay sao á. Chấm với miếng muối.
Hôm nãy giờ để quầy nó héo rồi các bạn, nắng quá nó héo luôn. Bây giờ mình sẽ ăn nè. Nó xị hết ớt rồi, nó ăn nó ngay cay các bạn. Ngọt ngọt không giật. Vậy bây giờ cái heo của rau răm mặn mặn của muối nó ăn rất là ngon. Mà được nguyên trứng luôn, nướng một hàng hảo chắc ngon. Này có tiêu nè, đây là có tiêu nè, rất ngon mà tuyệt vời, đổ hết mớ luôn á. Khác nó khác ở dưới cái phần trứng nè, cắn cái miếng tiêu vô rất là ngon luôn. Thấy như bị khét mà. Cái này như là cái chuyện nào cái kiểu như là mấy cái chuyện mà làm cái đầu nó nhỏ quá xong rồi nó xì ra nó bít lại nó nổ phải vậy nè, nó nổ nè, cái lỗ bự nó không phải vậy nè, cái chuyện này nó nổ rồi nó không còn gì á, bỗng gục như này không có gì hết á. Nghe thơm ghê, nghe đặc. Trứng này ngon ghê, sáng hơn bạn ăn được trứng đặc. Mình ăn cái trứng gì đâu. Có lựa hay sao? Lựa đâu mà tại. Cái này ngon ghê. Ừ. Trứng mà nó được. Chứ nhưng mà nó được đầy trứng luôn, ăn chắc đỡ nha. Cái này phải là hấp rồi ra mình nướng á. Cái kiểu vậy nó không ổn á. Ăn nhiều nhiều có găm xuống. Ăn nè. Cái găm nhiều vô mới ngon. Bà em nhảy ngon. Các bạn nhảy ngon. Nhảy vui. Có ăn là vui rồi các bạn. Các bạn nhưng phải ăn là vui. Đúng rồi con. Tưởng hồi nãy là không ăn được luôn á. Để nó nổ văng tùm lum mà. Tưởng là ăn không được luôn, cuối cùng ăn vẫn được, vẫn vui vẻ. Ngon ghê mà ăn ít. Ngon ghê mà ăn ít. Ăn nhiều hơn tiếp tức thì ăn tiếp sao á. Nó cháy luôn ha. Cái còn đít luôn nè, rồi cháy luôn cái bên trong luôn. Anh muốn em đang nó chín rồi mà đẹp quá, mà nó còn vừa nóng cái này. Ê, trứng này ngon nha, trứng này ngon nha. Ê, nhưng mà bột bỗng được bên trong các bạn. Bột bỗng hả? Trứng bỗng nghĩ được cái lớp ngoài thôi nè. Bị đánh lừa rồi. Bị lừa, lừa luôn, lừa luôn. Chắc miếng muối lên nha, chắc cái miếng muối lên đây. Xong rồi, chồng đập nó ra. Cắn trước. Cắn nhựa, cắn nhựa ngầm nè. Có tiêu thơm ghê ha. Cắn nghe nó tiêu quá. Xong rồi, nhai nhai trước nha các bạn. Rồi, hãy sáng nữa. Không gọi á. Miếng không dịch nó dày nữa. Cái miếng muối sang thì mới đã rồi. Còn nguyên trứng luôn các bạn, đúng không? Nguyên cục luôn, mình còn rỗng trong ruột nè, có cái gì đâu, được cái lớp bên nãy à. Nghe nó cào 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 ra. Nó ngọt bị lộn quá. Đập cái lột nó hết này, cắt ra chấm. Cái này nguyên miếng bự nè. Thì hết trơn. Ngon thiệt. Nó ngon rồi. Hết rồi. Có sáu trứng hả? Thèm quá hư. Nó không bả gì trơn á. Hư hết. Ngon ghê rồi. Ngon ghê rồi. Bại.
có ăn. Sao anh dưới phòng hết không phòng đã thì cái này ăn đã thiệt luôn á. Làm cái muối ngon, muối này nặng chanh vô ngon ha. Ừ. Hết được bà con dưới ngõ luôn luôn. Thôi dưa hết luôn bạn, nhét bọn cái vỏ luôn, nhét sập bách ra các bạn, ngọt cái vỏ luôn á, đã ăn đã được luôn á, cái vỏ ăn được nhai vỏ ăn luôn được, còn không còn chén muối ngon vậy nè. Một trăm luôn nữa tao chỉ có thể này mưa tới luôn rồi, mưa tới luôn mà. Thôi tụi mình sẽ nút clip đây nha các bạn. Hộp gà này nướng ăn rất là ngon nha, các bạn có thể nướng ăn thử ở nhà cho biết nha. Nhưng mà từ từ để mình kiểu như các bạn làm xong các bạn hấp trước đi, xong các bạn nướng nó không bị bể. Rồi mình không biết á, tụi mình nướng cái nó bể luôn là luôn. Thôi tụi mình nướng cái tiếp đây nha các bạn. Bye các bạn nha. Bye các bạn nha. Này bye quá. Buồn các bạn nhưng mà ăn vẫn là vui, ăn được là vui nha các bạn. Bye nữa nha. Bye. Có ăn là được.